Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đút mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Những gì bản thân không muốn thì đừng làm cho người khác hủy hoại. Câu chuyện nói về gia đình. Ngô Thanh à, vẫn còn chặt nữa sao? Xem cậu chặt như vậy kìa, một vòng núi này đã bị cậu chặt hết rồi. Ý, người ngốc mới là không chịu chặt, giá gỗ bây giờ không ngừng tăng cao, chặt nhiều một chút thì kiếm được nhiều. Những người trẻ tuổi như các cậu chỉ biết đến tiền thôi, đến lúc rừng bị chặt hết rồi, tôi xem cậu còn gì để chặt nữa hả? Thì mình đã xây một ngôi nhà, đợi khi mình có tiền rồi thì còn sợ cái gì nữa chứ. Gã này đón nhiều gỗ như vậy à, nhất định là kiếm được không ít tiền. Kiếp của hắn chắc chắn không nhầm nhỏ gì đâu. Phải. Đợi chặt xong cái vùng rừng này, mình sẽ đủ tiền nhờ bà Mai kiếm cho mình một bà vợ rồi. Hả? Không hay rồi. Cháy rồi, cháy rồi. Phải làm sao đi?
Hả? Sướng tạc. Thôi rồi, trống kế của Sương Tạc rồi. Sương Tạc đáng chết, dám cướp tiền mồ hôi nước mắt của ta sao? Đồ khốn kiếp. Dừng lại cho ta. Đứng lại cho ta. Đứng lại cho ta, đứng lại. Tiền của mình, nhà của mình. Tại sao? Tại sao? Nhà của mình, nó hủy là nó hủy rồi. Nếm được mùi vị không có nhà để về, tại sao vẫn cứ chấp mê bất ngộ vậy chứ? Nếu như cậu cứ tiếp tục chặt như vậy, môi trường bị hủy hoại, lũ lụt đến bất ngờ, đến lúc đó không có nhà để về, không chỉ là những động vật bé nhỏ này đâu. Hóa ra mình không ngừng hủy hoại gia đình của chúng.
Nam Mô A Di Đà.